Rồi, chào tất cả quý vị ha. Thì nói chung thì một ngày đã khép lại rồi quý vị. Đó, thì hôm nay thì một ngày cũng khá là vui. Đó, thì tối qua thì Nhân có kêu quý vị bữa nay tập trung 1 của 7. Trời ơi, quý vị thấy. Thì hai miền hôm nay thì quý vị ha, thì cũng đã biết kết quả rồi. Chắc mình lấy cái bao mình đựng quý vị. Trời ơi, hai miền thì miền Nam với miền Trung thì quý vị nó tính cái 1 của 7 không đó nha. Đó, chưa tính cái cung của anh bị tai nạn giao thông quý vị chết. Rồi, linh thiêng đó quý vị. Đó. Thì con 23 và con 12 miền Nam của mình lụm luôn. Đó, thì tối nay Nhân đi trả lễ hai cung ha. Bây giờ trời mưa rất là lớn, hồi không biết bay xuồng sao đây ông Tám ông đi, tôi không biết, tôi cũng gắng đi chứ. Chứ bây giờ ổng không ra, ổng không đi thì tôi cũng gắng bơi bển mà không biết lội nữa. Trời ơi, gắng luôn chứ biết sao giờ. Thấy không? Chuyện gì đến nó đến. Thì bữa nay mình cừ được đó quý vị. Hôm qua cừ, hôm qua Nhân cừ mà cừ ngượng. Tại vì bữa trước Nhân sinh con 08 với 47 đó, không về quý vị, không bơm đó. Bữa nay con 08 với 47, trời ơi, miền Nam ngạt luôn. Số tâm linh nó vậy quý vị ơi. Nè, cái này tôi nói nhỏ với quý vị nha, ai xem không tu qua nha, số cô 7 cho ha, bữa nay ra rồi nha, ngày mai lớ quớ cô 7 cho về nữa. Cô 7 không cho thì thôi, mà nếu là cho là 3 ngày liên tục. Hả, à, nhức găng không quý vị. Trời ơi, quá mừng luôn, không biết phải nói sao giờ. Đây, lễ hôm nay thì có đây, trời ơi, nguyên bọc luôn. Đó, thấy không. Đó, bữa nay quýt rồi ha. Nói chung thì chuyển sang quýt quý vị ha, đổi món cho cô 7. Thì thôi, Nhân cũng xin chúc mừng cho toàn thể anh chị em, cô bác đang xem kênh của Nhân trong nước ngoài nước. Hôm nay ai có được cái lọc trái tay con 48, con 50, trời ơi, đầu đuôi luôn, ghê chứ. Ngay cái đài An Giang quý vị. An Giang thì hiện tại thì Nhân đang ở Cần Thơ. Không, bữa nay thì An Giang ở đây là đài chánh quý vị. Trời ơi, từ đầu hẻm ra tới cuối hẻm. Nãy Nhân đi ra ngoài thay trao thay, trời ơi, kêu có một số anh chị kêu Nhân bằng thầy, thôi đừng kêu Nhân bằng thầy, thấy không? Nhân cũng còn nhỏ lắm, thì Nhân chỉ có xưng thầy với một đồ đệ của Nhân ha. Thì Nhân có hai đệ tử, một đệ tử nam, một đệ tử nữ. Đó, thì đệ tử của Nhân chắc quý vị cũng biết đó, kênh Tài Lộc Tâm Linh và Lộc Quyên Tâm Linh, thì hai người đó là đệ tử của Nhân. Thì Nhân chỉ là làm thầy của hai người đó thôi, chứ Nhân không có dám làm thầy của một số anh chị gọi Nhân bằng thầy nha. Đừng gọi Nhân như thế, cứ gọi Nhân bằng em. À, bằng em hoặc là kêu bằng chú cũng được, mà chú em nha. Đó, quý vị thấy hết cái đầu lên thấy có mùi sưng lại liền đó quý vị. Đó, đáng lý là bữa nay Nhân về quý vị, về An Giang rồi. Nhân chuẩn bị đồ hết trơn rồi, hoặc đồ rất là đẹp luôn, thấy không? Thấy không, rất là đẹp, trang điểm lên bóng lưỡng luôn quý vị, ba lô gì đồ ship hết. Thì lúc đó tầm khoảng 4 giờ quý vị, Nhân nói thôi thôi đợi coi mình xổ số coi cô 7 có cho lọc hôm tối mình trả lễ luôn. Đó, để không thôi mà không thiếu nợ nữa. Thôi, sổ số lên thấy cái đầu luôn quý vị, 48 hết hồn một trơn, trời ơi, rung cái tay luôn quý vị. Xong rồi, cái giải đặc biệt cuối cùng, tất vé tặng cùng mang số 50, trời ơi, 50. Ngay cái đuôi luôn quý vị. Thôi thôi, vui đó quý vị. Bữa nay ai mà mua vé số quý vị, vé số kiến thiết, mang niềm vui đến mọi nhà. Đó, ăn cái đầu. Đó, bữa nay An Giang chứ ai mà mua là lụm. Đó, rồi cái đặc biệt nữa, lớ quớ bữa nay con số tôi có người chúng đặc biệt luôn. Tại về đặc biệt quý vị, người ta sẽ kiếm những cái tấm vé số đó, thì tôi làm cho quý vị tham khảo mua tấm những cái tờ vé số. Cầu may mắn Tết tới rồi, trời ơi, tập trung quý vị ơi. Mấy bà thím nè, cho con bú nè, ở lộn, cho con biếu. Trời ơi, cho nó biếu thì cho nó biếu chừng nửa tiếng tiếng được rồi, cho nó biếu gì đâu mà dữ nhưng biết nữa, thiệt khổ tôi. Chiều lại tôi xin như vậy quý vị, mà có bà thím kia bà điện cho tôi, bà nói trời ơi anh Nhân ơi, tức gì đâu mà tối coi cái kênh của anh, sáng lưu bu cho con biếu, nó biếu nữa, biếu gì đi hoài vậy. Chiều ra quý vị, thiệt tôi cũng buồn lắm quý vị. Số sinh ra thì tôi cũng mong tất cả quý vị ai cũng có lộc có tài hết, còn không ra thì tôi cũng xin chia buồn. Đó, quý vị thấy. Thì quý vị ha, cứ tập trung tham khảo những cái cung của tôi đi. Nói chung thì quý vị thấy tôi cũng chịu khó, cực khổ như thế nào tôi không cần biết, nhưng tôi làm hết cái tâm của tôi. Tôi mong con số đó nó về quý vị, để cho quý vị mình ai cũng được vui. Nhưng mà nhiều khi, những khi tôi xin không ra đó quý vị,
quý vị cũng hoan hỷ ha. Trời ơi đừng có chửi tôi, thiệt tình chứ số nó không có về tôi cũng không biết được ha. Nhiều khi số về đâu quý vị thấy không, đầu đuôi ba càng rồi ơi, lấy cái bao đựng nhức găng không quý vị hả. Bây giờ tôi có cái chiêu này ghê lắm, mỗi lần số không ra tôi đi hất tóc cái là lụm liền hả. Hôm qua quý vị, bữa trước xin đâu có, ở đầu cái hôm qua tôi đi hất tóc quý vị, tối qua tôi có nói đấy không, trời ơi đẩy lên liền hả. Cái này số không sinh ra ba ngày tôi đẩy cái chậu chọc cái đầu luôn. Nói vậy chứ thôi, lúc nào cũng mong muốn cái số về đúng ngày đúng giờ được không quý vị. À, ha, bữa nay vui hay nói chuyện bị nhiều thì cũng mong quý vị thông cảm à. Rồi nãy giờ nói chuyện nhiều quá rồi. Thôi thì bây giờ Nam Trung thì lụm rồi, lấy bao đựng, còn miền Bắc thì thôi ai có lọc cái tàn tôi mừng. Rồi nè mấy bà thím nè, cho con biếu nè, bỏ xuống bên đi, like cho tôi một cái đi à, thiệt chứ. Rồi mọi người cho nhau một like ha, ai biết chia sẻ lên group Zalo Gia Heo, chia sẻ lên cho bạn bè cùng xem được không quý vị. Trời ơi chùi cái sức kem quý vị nó bóng lửa luôn nè. Rồi, rồi bây giờ nhân vô nhân làm cái lễ ha, để trả lễ cho cô Bảy, xin cái lọc cái tài lễ ngày mai thì chắc tôi ở lại tôi xin, chừng nào cô Bảy nghỉ cho tôi mới về chứ. Đáng lý là soạn đồ hết rồi quý vị, đồ xách ra là lấy xe lên về tới 4 giờ thôi, lại dò số để không thôi về chảnh không có công chạy ngược về đây nữa. Thì ở Cần Thơ về nhà Nhân có 70 cây rồi quý vị, mà từ lúc dịch tới giờ Nhân về đây Nhân chưa có về nhà nữa quý vị. Thật sự cũng nhớ nhà lắm, thì Nhân cũng biết các cha mẹ Nhân cũng nhớ Nhân lắm. Thằng này nó đi bây giờ sát bên đây mà nó không về, thật sự đó. Và thêm một cái tin nữa quý vị, thầy của Nhân bị bệnh, trời ơi buồn quá quý vị. Thôi bây giờ thì tới đầu tỉnh tới đó tôi biết sao giờ, ngày mai ở lại thêm bữa nữa gặp gỡ nữa nè được không quý vị. Hả? Ở chừng nào cô Bảy không cho nữa về. Rồi giờ mình vô mình làm cái lễ nói nhiều quá. Rồi thì để không làm mất thời gian của tất cả quý vị ha, Nhân cũng đã soạn đồ lên rồi quý vị. Rồi thì bây giờ ha quý vị, ngày mai tập trung nha, thì cô Bảy rất là linh thiêng nha quý vị. Thì quý vị cũng đã biết sự linh thiêng rồi, mỗi lần Nhân quay trở lại trời ơi cô Bảy nói thôi con khỏi đi đâu, ở đây đi. Cô cho lọc cho con khỏi cần lặn lội đi đâu xa đó. Quý vị biết là hồi tuần rồi tôi xin là cô Bảy cô Bảy cho ăn đúng một tuần luôn đó quý vị. Thì ở ngoài hiện tại giờ đang rất là mưa lớn nha quý vị, cho nên là hơi bị ôm, thì cũng mong quý vị thông cảm. Trời ơi mấy tuổi nhẹp chân gáo rồi, ngồi hồi làm hồi là khô luôn rồi. Rồi mấy bà thím nè, trời ơi đừng có cho con biếu nữa, thiệt chứ Tết tới rồi cứ cho con biếu hoài rồi lọc tôi xin đó quý vị, thấy không à, mấy bà thấy không, thiệt khổ mấy bà chứ. Nè mấy bà đang cho con biếu nè, mọi người cho tôi một like nè. Ai chưa chia sẻ thì ha, chia sẻ lên cho Nhân ha, biết chia sẻ Facebook Zalo gì đó. Thì cái nút like là cái ngón tay chỉ lên nằm bên đây, có số điện thoại của tôi bên đây, góc bên đây thì có cái chữ đăng ký màu đỏ, thì bấm vào đó ha, để nhận những cái video mà tôi đăng lên hàng ngày, nó sẽ báo về điện thoại cho quý vị. Ai muốn xem thì xem, không xem mình lướt qua, không có tốn gì hết nha quý vị. Rồi thì bây giờ Nhân xin vô làm cái lễ để trả lễ cho cô Bảy ha, cái lọc hôm nay miền Nam miền Trung mình ha, lấy bao đựng. Rồi ngày mai tiếp tục lấy bao đựng nữa nè, được không quý vị. Ai ok nè mọi người cho Nhân một like nè đó. Còn xin hương linh ông bà cô bác chiến sĩ trận trong nơi đây, hương linh của cô Bảy linh thiêng xui chăng bước về đây ha, hai thiện nam con thành tâm thành kính quay trở lại đây để trả lễ cái lộc trước đó con đã xin, cầu xin cô Bảy linh thiêng ban lại cho con cái lộc cái tài, ban lại cho con số ở những dãy số từ 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 ha. Con chạy hai cái quả trứng này đứng lên đây, có cái lập cái tài nào con số nào thì cho con đúng ngày đúng tháng đúng năm, thì ngày mai thằng ngày 10 tháng 12 năm 2021 nhằm ngày mùng 7 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu, năm nén hương con đã thắp, đèn đã sáng, dụ đã gót. Và lễ vật dâng lên gồm trái cây tươi, bánh kẹo, giấy tiền, muối gạo, có chi không mời chư vị dông linh và cô bác chiến sĩ chặn dông nơi đây, hương linh cô 7000 linh thiên siêu chân là bước về đây nhận dùm con, cuối sinh cho cái lòng thành của con được như ước nguyện, con quay trở lại con trả lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhang đã thắp, đèn đã sáng, dụ con đã gót, kính thỉnh hương linh của cô 7 về linh thiên nhận dùm con những cái lễ vật dâng lên. Rồi thì tôi đã làm xong cái lễ quý vị, thầy gọi nó mệt vui quá, vui bữa nay mừng quá quý vị, nói hơi bị nhiều quá mấy bà thím nè thông cảm cho tôi nha. Đó, thì đến dưới cái kênh của tôi chỉ có vui lụm mà không lụm cũng vui luôn được không quý vị, vui lụm nha. Thì xong ở đây thì qua bên cái cung qua sông nữa quý vị, bơi xuồng. Nhang đã thắp, đèn đã sáng, dụ đã gót, thuốc con đã đốt, quý sinh hương linh ông bà chiến sĩ chặn dông nơi đây, ban thuốc con lập quan tài, ban cho con lại cặp số đúng ngày đúng tháng đúng năm, quay trở đây trả lễ. Thầy nói cái gì vậy? Rồi bán số của 7 bữa nay quý vị, mấy thằng chốt số, mấy thằng bán số bữa nay đã lấy cặp số của tôi xin cô 7, trời ơi ngon lành luôn quý vị, nó ngồi ở nhà giờ nó đang đếm tiền, trời ơi tôi phải ngồi để trả lễ gì nè. Đó quý vị thấy trên diễn đàn số học gì đó, trên TikTok, fanpage, Zalo, Yahoo gì của bạn bọn bán số đó là toàn là nó lấy những con số của tôi không quý vị, nó bán cho những người không biết á chứ. Trời ơi, còn ở đây thì tôi đi cực khổ quý vị. Đó quý vị gặp cái gì thưa ơi. Thôi thì thôi, tôi cũng nói chung thì cũng làm phước đi ha. Đó thì tôi làm nghề thì nói chung bằng cái tâm thì tôi cũng muốn giúp người, giúp đời. Đó, bớt đi cái những khổ đau trong cuộc sống thì có được cái đồng ngân để lo cho gia đình thì tôi đó cũng chính là cái niềm vui của tôi ha. Vì tôi biết đó cũng chính là cái niềm vui của tất cả quý vị đang xem kênh của tôi. Đó thì cái niềm vui của tôi đó là được cả nhà thương mến ha, cũng như trong nước và ngoài nước. Vậy thôi quý vị, còn ai muốn phụ tôi được cái gì ha, dĩ trái cây hay là bó nhang chung đèn cày gì đó thì tôi chỉ nhận cái lễ đó, chứ tôi cũng không có xin nha quý vị. Thì cái nghề của tôi làm tôi không có xin, không xin gì của ai hết. Thì ai muốn phụ thì phụ thì tôi cũng hoan hỷ. Đây nhiều anh chị quý vị, tôi từ chối thì người ta giận quý vị, người ta nói chê hả, trời ơi cho 200.000 phụ 200.000 quý vị, trái cây chê không lấy hả, đâu có tiền ai đâu mà chê quý vị, đúng không nè, mấy bà thím nè ai đâu chê, nhưng mà tại vì người ta đúng không thấy mà ai cũng khổ, cho nên là tôi biết tôi cũng khổ chứ phải tôi giàu có gì quý vị. Nếu mà tôi giàu có tôi ở nhà tôi ngồi hút thuốc tôi nhịp giò ở trong máy lạnh này, tôi cần chi 12 giờ khuya tôi còn lặn lội ngoài đường, nếu mà tôi giàu có, đúng không quý vị? Cái nghề tôi làm là tôi chỉ muốn giúp người thôi, nhưng nhiều khi quý vị số nó không có về thì quý vị cũng hoan hỷ cho tôi ha, những lúc đó. Đó như bây giờ nè, đầu đuôi đó hai miền thì lấy cái bao mà đựng đó, thì tôi cũng đâu có biết ai trúng không trúng gì, thì ai trúng thì tôi mừng, còn ai không trúng thì tôi cũng xin chia buồn vậy thôi, thấy không? Thì xem cái kênh của tôi thì quý vị cứ xem tham khảo, tôi cũng không ép buộc ai hết được không quý vị, ai được ok nè đó. Bữa nay dầm mưa quý vị ơi, trời ơi tối nay sủa nữa nè nha. Lúc
bình trôi đi đến nơi phương trời. Cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đồng về miền Tây. Tôi đang ở miền Tây quý vị. Đời chờ ai thuyền tình quay về bến sông mong người. Trời ơi, cô Bảy nói mày hát dở quá. Rồi, thì tôi bắt đầu viết sinh nha, quý vị tập trung nha. Tất cả dân chập thằng hoàng bổng cảnh, quý vị hương linh, chiến sĩ ông bà chặn trong nên thấy già trẻ lớn bé trai gái, hương linh. Hương linh của cô Bảy ngàn linh thiêng tại đây, nay thiện nam tính chủ con, ha. À, đường xá xa xôi quay trở ra đây để cầu tài cầu lộc cúng dân trả lễ. Ngày hôm qua con có đến đây xin được cái lộc cái tài, con đã được như ước nguyện, nay đến đây để thành tâm thành kính trả lễ. Lễ vật dâng lên gồm trái cây tươi, bánh kẹo, giấy tiền. Xin cô linh thiêng cùng các ông bà nhận giùm con, chạy giùm con cái hộp gà lại cho con lại bộ số cho ngày mai đúng ngày đúng giờ đúng tháng năm, con xin quay lại để trả lễ. Số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, rồi thì bây giờ cô linh thiêng cho đứng ngay cái thứ của cô quý vị là số 7 ha. Đó rồi thì bây giờ nhân sinh ha, lấy cái trứng thứ hai chạy tiếp luôn ha. Cô linh thiêng cho con thêm con số nữa ha. Bây giờ cô cho đứng ngay cái thứ cô rồi là số 7, con chạy tiếp số 8, số 9, số 9, số 9 cô ơi. Nếu là số 9 cho con đứng số 9 nè. Số 9. Rồi, chạy lên vòng thứ hai quý vị. Rất đây cô bác ông bà già trẻ chiến sĩ. Cô bác ở đây, linh thiêng ban cho con cái lọc cái tài, ban cho con số ha. Cô chạy tiếp vòng thứ hai, cô linh thiêng chạy dùm con cái hộp gà. Trời ơi, mũi nó cắn tôi đập máu hơi quý vị. Tay chân máu không nè. Ghê thiệt. Ấy da. Số 0. Chạy lại số 0. Số 1. Số 2. Ây da. Rồi thì cô linh thiêng quý vị cho đứng con số 2 nữa nha. Đó. Rồi thì bây giờ ha, tôi xin cô cái lọc cái tài lớn ba con ba càng ha, cho quý vị tham khảo luôn ha, cầu may ha quý vị. Đó, quan trọng nhất là ha, mình bữa nay cũng về cái lọc nhỏ, về đầu đuôi vậy đó quý vị, thấy không? Mình đâu cần lọc lớn, cái lọc lớn thì mình cầu may mắn thôi. Bây giờ về cái lọc nhỏ đầu đuôi thì mình cũng vui rồi, đúng không quý vị? Trúng được tấm vé số rồi đó, thấy không? 5, 10 ngàn, 100 ngàn. Đó. Do cô linh thiêng có cái lọc cái tài lớn ba con ba càng thì cho con xin chạy tiếp hộp gà. Con chạy số 3. Con chữ này con chạy tiếp số 4. Số 5. Số 5 đứng nhau cái gì? Rồi. Số 5. Ôi. Xuống năm đứng hai ba lần luôn quý vị. Hồi nãy xuống năm đứng nữa đó mà cái trứng kia nó ngã xuống quý vị. Rồi tôi dở lên cái trứng nó gớt. Bây giờ dựng lại đứng nữa. Rồi những cái bộ số như thế này thì ngày mai mình chỉ nước lầm thôi quý vị. Rồi giờ tôi chốt cho quý vị cái lọc cái tài này ha.
vô đây. Bữa nay tôi quạ lên gì nha quý vị. Đó, đây thì ở trên thì tôi ghi cái Zalo của tôi ha. Đây là Zalo của Nhân, đây là cái số điện thoại Zalo của Nhân ha, 0927654909 ha. Quý vị có thể điện trực tiếp qua cái số điện thoại này gặp ngay Nhân nha. Đó, ngày 10/12/2021, tức là ngày mai. Đó, hôm nay tôi quay lại chợ đi để trả lễ cái lộc của cô Sinh. À, hôm nay thì mình cũng khá là gỡ miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì tôi chưa có biết. Thì tôi trả lễ cho cô Bảy, tôi xin lại cái lộc cái tài là con 725. Quý vị tham khảo cái lộc lớn này ha. Cái lộc nhỏ tôi xin là con 25 và con 72 nha quý vị. Đó, ai ha, có thể ghép cái thứ của tôi vô. Đó, là 325. Thứ của cô 725. Đó, được không quý vị? Cái lộc nhỏ là con 25 và con 72. Quý vị cứ tham khảo, còn cái lộc này mình cầu may thôi, thấy không? Ví dụ như cái lộc này ngày mai cô cho về đầu đuôi nữa thì sao? Đó, cũng giống như hôm nay con 48 về đầu, con 50 về cái đuôi, đúng không quý vị? Đó, rồi. Đây là cái số Zalo nha, Nhân lập lại ha, số điện thoại của Nhân. Đó, Nhân ghi lên gì để cho những cái bọn bán số quý vị nó chụp hình cái miếng của Nhân ghi nữa nha, cái nó đăng lên. Nó đăng lên ở trên cái diễn đàn của nó nói là số nó xin. Đã xong rồi nó kêu dù Zalo và heo nó quý vị, xong rồi nó chốt số nó bán. Người ta tưởng đâu là số của nó không, ai về đâu, toàn số tôi không quý vị. Ông nội mày, trời ơi. Không còn muốn cảnh chứ gì trong đứng bên ngoài chiến sĩ chân dân ở đây nè. Bạn cứ lục bàn tay vậy con. À, cầu xin cô Linh Thiên gia hộ độ trì cảm muốn chứng minh cho lòng thành của con. Nay quay lại trở đây để mà trả lễ. Lễ giặt nhân lên ha, cô chi mời cô nhận giùm con. Ban cho con cái lập cái tay ha. Con 725. Con 25 và con 72 ha. Miền Nam, ngày thì có miền Nam và miền Trung. Miền Bắc. Cô Linh Thiên ngày mai ban con cái lộc cái tài này à, con quay trở đây con trả lễ. Vô. Bây giờ tôi đặt trứng nha quý vị. 725 72 và còn 25 ha. Vô. À, tối chọi đây quý vị. À, tối được chọi đây ha. Đây, chọi bên đây. Tối chọi đây quý vị. À. Đó, cái trứng tối được chọi thấy không? Quý vị cái gốc cây nhỏ xíu như thế này mà tôi chọi tay trái đó mà chọi vô cái gốc cây luôn, bể cái trứng luôn mới ghê nè. Bữa nay chọi nè, học lắc nè, coi nè, nấu. Trời ơi. Học thiệt à quý vị ơi, cái trứng văng qua tới bể luôn rồi, nhưng mà nó vẫn bể nha. Đó, tôi thấy nó bể rồi. Rồi, quý vị cứ tham khảo lộc của cô Bảy đi. Đó. Rồi, thì bây giờ thì Nhân cũng khá là mệt. Giờ trả lễ đây xong rồi, hồi qua bên cái anh bị tai nạn giao thông. À, trả lễ cho anh con 23 nữa, con 12 nữa. Trời ơi, 1 2 3. 23 ngay cái đầu luôn quý vị. Rồi thì bây giờ thì Nhân cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi. Một lần nữa xin chúc toàn thể anh chị em cô bác trong nước và ngoài nước ngày mai ai cũng có được cái lộc cái tài của cô Bảy. Thì Nhân đến đây Nhân trả lễ ha. Còn bây giờ thì Nhân cũng xin chào và hẹn gặp quý vị ở những video sau.